Cùng với Đỗ Dũng, Quý Nguyên Hân Hạnh quay trở lại chương trình Chuyện Nóng trong tuần với quý khán giả người Việt TV. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ năm 30 tháng 5 của năm 2024. Thưa quý vị, liên tiếp trong 3 tuần qua, thì việc nhà sư Thích Minh Tuệ thực hiện bộ hành theo pháp hạnh đầu đà đã trở thành một hiện tượng truyền thông qua mạng xã hội, phải nói là vô tiền khoáng hậu từ chiếc cái này, thu hút sự theo dõi của hàng triệu người Việt Nam cả trong lẫn ngoài nước. Tại sao nhà sư Minh Tuệ lại có ảnh hưởng lớn như vậy với xã hội? Và khi nào thì làn sóng này mới chấm dứt thì chúng tôi sẽ nói chuyện với anh Đỗ Dũng. Chào anh Đỗ Dũng. Chào anh không Nguyên và chào khán giả người Việt TV. Thưa anh, chắc là trong hơn 2 tuần qua, đúng không anh? Vâng. Ờ, phải nói là bắt đầu khoảng những cái ngày đầu tháng 5. Mà đúng hơn là khoảng chừng ngày 7, ngày 8 tháng tháng 5, dạ yeah. uh, bắt đầu từ địa phận tỉnh thanh hóa vâng và hiện nay là đã đến uh, tỉnh quảng trị rồi vâng. gần như là đi qua tỉnh quảng trị rồi sắp vâng. sắp qua tỉnh quảng trị rồi thì uh, hiện tượng mà nhà sư ông uh, tự nhận là tên là thích minh tuệ hay là minh tuệ vâng và ông từ bỏ cái tên cũ của ông rồi tên tục nè tên tục của ông thì ông từ bỏ rồi và đã trở thành một cái hiện tượng truyền thông xã hội và nó cũng ảnh hưởng đến xã hội tại Việt Nam rất là lớn và bây giờ thì có thể là anh cũng như quý khán giả chúng ta lên internet và chúng ta chỉ cần đánh cái tên ông Thích Minh Tuệ không thôi thì yeah. có thể các bạn sẽ quý vị sẽ tìm ra được khoảng chừng hàng triệu cái cái cái, cái, cái tìm kiếm cái tên của ông à, thưa anh Đỗ Dũng câu hỏi đầu tiên dành cho anh là À, như anh đã làm truyền thông mà chúng ta quan sát đó, thì tại Việt Nam từ trước đến nay, từ khi mà Việt Nam có mạng xã hội đến giờ Vâng Thì anh đã bao giờ thấy cái hiện tượng này hay chưa và tại sao nó lại xảy ra ở cái khoảng từ đầu tháng 5 đến nay cho anh đúng như anh nói đây là một hiện tượng xã hội rất là lạ ở Việt Nam Trước yeah. giờ chưa có từ khi mà có mạng xã hội Ở trước đó có thể có mà chúng ta không biết vì không có mạng xã hội Vâng theo tôi biết ngày xưa thì có uh, sư Minh Đăng Quang cũng đi bộ nhiều lắm yeah. à, và sau này trở thành một cái người mà gọi là chân tu mà nhiều người rất là kính nể nhưng mà hồi đó nó không có internet nó không có truyền hình từ thập niên năm mươi á bây giờ có nhiều cái chùa đặt tên là Minh Đăng Quang cũng uh -huh. đi bộ nhưng mà sau đó cho tới bây giờ chúng ta không thấy và mặc dù là có mạng xã hội ta chưa thấy nhưng mà lần đầu tiên người ta thấy trường hợp ông Minh Tuệ. Yeah bộ Minh Tuệ này đó thì đúng như anh nói đó, mà nếu ta tìm hiểu sâu xa thì chúng ta đi cả cũng mấy lần rồi chứ không phải mới đây ba vòng rưỡi Việt yeah. Nam, Dạ, yeah. yeah. không ai để ý người ta nghĩ ông cũng như vâng. là bộ sư bình thường thôi nhưng mà kỳ vâng. này tự nhiên thì đến Thanh Hóa thì nó rộ lên và nó rộ lên vào khoảng tháng 5 thì tôi không rõ vì sao, vâng. mình chưa có nghiên cứu đầy đủ mình không biết, vâng. nhưng mà mình có thể đoán nó có một số cái điểm cái thời điểm cái sự kiện xảy ra tại Việt Nam là khi chuyện này rộ lên thì cũng đúng vào cái lúc mà cái cái chuyện rốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng Tổng thư Đảng Cộng sản Việt Nam nó cũng rộ luôn. Vâng, tức là có liên quan đến gọi là thay đổi chính trị ở cấp à, cao, không biết có liên quan hay không? không Mình chưa biết. Xin, nhưng xin lỗi, nó xảy ra cùng thời điểm. Vâng, xin, dạ, xin lỗi, tôi dạ. rút lại cái từ à, liên quan, xin vâng. lỗi. Uh, nó trùng hợp trùng hợp. đó đó chúng ta anh dùng cái trùng trùng hợp, chữ đó. đó. Vâng. Dạ, nó trùng hợp vào thời điểm. Vâng, mời anh tiếp tục dạ. Mà chúng ta thấy rằng là ở ờ, tứ trụ có tới cái là um, hai nhân vật ra đi ba nhân vật ra đi từ lúc ông nguyễn xuân phúc ông võ văn thưởng ừ. cho đến ông uh, vương đình huệ rồi sau đó thêm một ủy bộ chính trị nữa mới đi là thường trực ban bí thư là nhân vật số 5 đó và trương thị mai thì bắt đầu nó rộ lên từ cái lúc mà ông vương đình huệ đây đó ừ. cái 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 tầm cái khoảng đó thì là cái chuyện ông minh huệ minh tuệ nó nó rộ lên tôi không biết có phải vì đúng âm âm tên hoại với toại không tôi không biết ừ. nhưng mà rõ là nó có đúng âm nhưng mà sự kiện nó xảy ra trùng hợp vào lúc đó thì chúng ta chỉ biết đến lúc đó thôi. Thưa anh, à? đó là cái sự mà trùng hợp ở uh, tức là thay đổi nhân sự cấp cao, vâng. uh, thượng tầng chính trị tại Việt Nam. Vâng. Nhưng uh, có một cái làn sóng khác thưa anh uh, dạ. trong cái thời gian Mỹ trước đó thì nó cũng đã có một cái làn sóng. À, theo anh có nghĩ đến cái chuyện là um, việc mà cũng mạng xã hội nha, và. tôi không nói là mạng uh, truyền thông nhà nước, và. Uh, họ đã âm ỉ và rất là nhiều uh, những cái bàn luận, tranh luận, tranh cãi về riêng về cái chuyện là các nhà sư, và. tôi nói là một số nhà sư và. thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam và. công khai kêu gọi là cúng dường này, và. rồi uh, câu, uh, rồi gì, trước đó nữa uh, thì lại có cái hiện tượng gọi là uh, cái gì? À, xá lợi tóc à, Đức Phật và... à, mà nó ảnh hưởng cái, tức là đến cái 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 Phật tử không thôi, không phải chỉ ảnh hưởng đến Phật tử không thôi mà nó ảnh hưởng đến xã hội nữa. Và... Vậy thì cái cái cái, cái 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 hoàn cảnh mà sư Minh Tuệ này xuất hiện đó thì tự nhiên người ta lại à, gọi là linh với nhau, tức và... là tự nhiên người ta kết kết linh, kết nối với nhau, kết nối nhau dạ. và nó có vẻ như nó lại đẩy cao hơn cái cái việc ông Minh Tuệ này nữa. Theo và... anh nó có cái yếu tố đó không? có thể có anh à, yeah. có thể có thực ra thì chúng ta nếu muốn xác định cái chuyện này chúng ta phải làm một cái gọi là thăm dò yeah. anh phải đi hết nước Việt Nam anh thăm dò anh yeah. hỏi xem những người và tại sao họ chú ý ông Minh Tuệ hỏi những người YouTuber hỏi những người làm mạng xã hội hỏi những người dân những người mà đi theo ông Minh Tuệ yeah. hỏi những người phát tán những cái hình ảnh của Minh Tuệ yeah. và rồi anh cũng phải nghiên cứu luôn cả những cái còm trên mạng xã hội thì yeah. tôi nghĩ là anh có thể đúc kết được cánh nó chính xác nhưng mà chúng ta không có thời gian và không phương tiện để làm cái chuyện đó đúng rồi nhưng chúng ta có thể kể ra cái cái sự kiện đó hiện tượng đó tức là trước cái vụ mà thay đổi thượng tầng lãnh đạo việt nam thì nó có những cái chuyện là xá lợi phật này rồi. rồi chùa ba vàng này rồi một số nhà sư lên ờ uh, phát biểu linh tinh rồi có vẻ nặng về cái chuyện gọi là vật chất quá đúng rồi những ông sư ăn mặc rất là hoành tráng xây những cái tùa chùa thật là to rồi phát biểu linh tinh đó, đại khái như thế là thậm chí mới đây người ta đưa lên hình ảnh của ông sư đi mua xe hơi xịn nữa vâng. ngồi cái là gác chân lên chích xe xeo khôn nó đại khái hình ảnh như vậy vâng. cái hình ảnh đó uh, những ông sư đó bị người đời ở trên mạng nó bảo là bây giờ quý vị đi tu mà tự nhiên quý vị thành giống quý vị làm thương mại vâng. nói thẳng luôn ở đây chúng tôi không đụng chạm ai hết vâng. à, tất nhiên có những nhà sư tu là nói chung những người tu làm hàng nhưng mà rõ ràng là mạng xã hội họ có thấy những cái chuyện như vậy và họ phản ánh rồi cộng với cái chuyện thay đổi nhân sự của Việt Nam mà cao cấp thì nó lại chính đến tham nhũng ừ. mà bây giờ người ta thấy là những cái người mất chức là những người mà thường nói chuyện đạo đức ừ. những cái chuyện mà gọi là khuyên người ta làm là việc đàng hoàng ở một mức nào đó thì các nhà sư và các lãnh đạo Việt Nam về cái lời nói của họ nó chỉ khác cái tôn giáo và chính trị thôi nhưng mà thực ra ừ. là thông điệp giống nhau là dạy con người ta làm việc phải không có gian lận, không có làm điều bậy không ăn cắp tiền không tham nhũng không này kia vân vân nhưng mà cuối cùng thì là gì một số nhà sư thấy ngược lại thế làm cái chuyện mà không phải như chuyện dạy người ta vâng rồi các chính trị gia nó mặc dù cũng nói những chuyện đạo đức nhưng mà thực ra vâng. là cuối cùng mất chức vì những chuyện là làm bậy vâng. thì cái đó có thể nó làm cho người dân bức xúc và người ta trong xã hội việt nam người ta không có gì để ta phản ảnh vâng. bây giờ nếu nói thì có thể bị bắt vâng. viết lên báo thì không được phải báo báo nhà nước quản lý đúng không nội dung đó thì có thể là họ thấy cái hình tượng ông này mặc dù ông đi lâu nay không ai để ý yeah. hoặc là ta nhìn yeah. ta thấy ô chả đi nhưng bây giờ tự nhiên ta nhìn đâu ủa cái ông này ông lại khác những gì mà những ông kia họ thấy thằng này yeah. cho nên là họ có thể vô tình hoặc cố ý yeah. vô tình ở đây là gì họ thấy ô đây đúng là cái người chân tu cái người mà không bao giờ đi giảng đạo gì hết mà lại làm những chuyện đàng hoàng yeah. trong khi những người khác giảng đạo về chính trị giảng đạo về tôn giáo thì làm những chuyện mà không đàng hoàng yeah. cho nên là người ta mới đi theo đó là một trường hợp trường hợp thứ hai có những người đã bảo ô thôi mình phải đi theo ông này để làm sao phát tán hình ảnh ông này ra thật nhiều để dạy lại những người mà gọi là ăn gian nói dối vâng. đó có thể là chỗ đó là mình mình đoán như thế một lần nữa chúng tôi chưa có làm nghiên cứu này nhưng mà dựa trên những sự kiện chúng ta không loại trừ cái chuyện đó là đúng không vâng. chúng đó, ta chỉ đó, nói đó. sự kiện vâng. Vâng. vâng tôi thấy như vậy đến đây vâng có một sự kiện mà trên mạng xã hội uh, cùng ý với anh Đỗ Dũng đó là gì uh, có một cái nhận xét mà theo tôi là rất là xác đáng dạ đó là họ nói rằng là họ mô tả cái hình ảnh đó anh đô dũng vâng trong một cái căn phòng đầy bóng tối ừ thì chúng ta tối mà chúng Và. ta không thấy à, bụi nó những cái hạt bụi mà nó bay lơ lửng ở trong đó vâng nhưng một ngày có một cái ánh sáng đó nó ừ. chiếu vào ừ thì, thì cái anh nhìn thấy cái tia sáng nó chiếu ừ. vào không đúng rồi thì anh nhìn qua cái tia sáng đó đó anh sẽ nhìn thấy căn phòng này nó nó bụi không à à nó bụi không à chứ nó không có không có sạch sẽ như chúng ta nhìn thấy đúng, đúng không đúng hàng ngày chúng ta vẫn thấy đúng đúng ví dụ sáng anh nhìn cái ánh nắng hay sáng vô vô tự chế chính xác <laughs> đó không có ánh sáng của vâng có ánh nắng buổi sáng anh không thấy đúng không vâng đúng rồi à. người ta ví có những người ở trên mạng xã hội người ta ví à. luôn đúng bảo bảo hình dụ rất hay vâng đây là cái thời mà người ta tôi nghĩ cũng đôi khi họ cũng quá lời vâng nhưng mà khi họ dùng đây là cái thời kỳ mà gọi là mạt pháp dạ không dạ. thì á, giống như là một cái căn phòng á ừ. mà nó có quá nhiều bóng tối mà chúng ta không nhìn thấy cái một cái tia sáng mà người ta ví ở đây là ông thích minh tuệ yeah. đó khi soi vào thì, thì không? người ta thấy bụi không mm. mà tự vì cái ánh sáng của ông thích minh tuệ đó mm. người ta coi cái bước chân bộ hành của ổng á là ánh sáng ổng yeah. à, đi bộ không à anh nhìn thấy cái chân của ông yeah. đi bộ yeah. thì đó anh đô dũng để cái chi tiết mà rất là 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 đắt giá trong cái hình ảnh mà ông thích minh tuệ Ông đi ba vòng rưỡi đất nước việt nam yeah. là ba lần đó ba ba vòng đầu đó thì ông đi rồi, rồi quay lại nhưng mà chỉ có một cái vòng đó là ông nói là uh, ông đi và bị covid và ông phải đi xe và ông quay trở lại từ bắc vào nam ừ. vậy thì quay trở lại cái hình tượng là uh, cái ánh sáng đó đó, nó 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 soi rọi và người ta nhìn thấy cái xấu này yeah. cái ác này nó nổi lên bởi vì ông thích minh tuệ là gì ông bảo là ông là không nhận tiền ừ. Ừ ông tự may quần áo bằng cách là nhặt vải người ta vứt đi ở bên đường à, à. nói chung là ông là một cái cuộc sống vậy là tối giản và ông gần như là người không có cái gì hết coi như là coi vật chất không là cái gì đúng hết. rồi không Sự có một cái gì cả à. và cái điều quan trọng nhất thưa anh đỗ dũng là ông không đúng nhận rồi. tiền đúng rồi không bao giờ ông đụng vào tiền vậy thì theo anh là tất cả những cái hình tượng như vậy đó nó cho người ta một cái gì đó mới mẻ hay chăng thay đổi nhận thức thay đổi một cái cái nhìn gì đó về xã hội thông qua hình tượng thích minh tuệ cái đó là đúng anh bắt đầu nó tôi nghĩ rằng là người ta thấy không có gì lạ đó yeah. sự ra anh theo một tôn giáo nào người ta cũng đều dạy anh bên đạo Phật cũng vậy họ dạy là buông bỏ yeah. bên đạo Công giáo thì bảo là bỏ hết của cải thế gian đi theo Chúa yeah. tức là vật chất nó là vô nghĩa yeah. nhưng mà thực ra chúng ta vẫn ham mê vật chất yeah cho đến khi người ta thấy ông minh tuệ này mới thấy là sự thật tại trước người ta chưa thấy vâng người ta chưa thấy hoặc là người ta thấy ở ta, đâu đó mà vâng. Vâng. vâng như anh nói là ông đi ra ba vòng rưỡi đất nước rồi vâng không không được quảng bá tôi nói yeah. quảng bá đây là mạng xã hội nó quảng bá và cho thấy mà có những người đi theo rình ông luôn yeah. và thấy ông là thật sự đúng như những gì mà người dân người ta được nghe cái tôn giáo của họ dạy Thì bảo yeah. ông đây là đúng là cái người đúng như vậy vâng. còn tất cả những người khác ta đâu có thấy vâng. bây giờ tôi hỏi anh với anh đứng anh là một ông cha là một ông ông ông, ông thầy chùa anh đứng trên bục giảng anh giảng ừ. được tốt nhưng mà ra sau lưng làm điều xấu ai biết được ừ. còn ông này là người ta thấy ông làm không có gì xấu. Mình vâng. không cho nó là điều tốt. Vâng. Nhưng mà chưa thấy làm gì, gì xấu cả. Vâng. Thì nó làm cho con người ta thức tỉnh. Thức tỉnh, do đó người ta mới đi theo. Đó. Thành thử ra là nó ở mức nào đó là bảo, à đúng là cái ông này là không cần vật chất. Một ngày chỉ người ta cho, không lấy luôn nha. Vâng. Chứ không phải tiền. Ông vâng. từ bỏ tất cả. Ông chỉ ôm mỗi cái là bình ruột bán. nồi cơm điện, cái ruột nồi cơm điện, hoặc là cái bình bát. Yeah. Bình bát anh phải mua nha, rửa vâng. mắc ấy, phải kiếm cái đồ này kia Đây là người ta cho. Này. Yeah. Đây là coi như ai cho ai lượm cho cái nồi cơm điện và ừ. ông chỉ ăn một ngày một bữa mà thôi. Vâng. Đủ như đó và ông đi cứ thế ông đi. Vâng. Thành ra người ta thấy ông này mới đúng thật sự là những cái gì mà người ta được nghe, được vâng. dạy. Vâng. À, cho nên nó tạo ra hiện tượng xã hội. Cộng với những cái gì mà nãy tôi nói đó. Những hiện tượng của tôn giáo, những hiện tượng của nhà nước nó cộng ba cái thứ đó lại. Đâm ra ông thu hút cái sự chú ý của người ta Và trở thành hiện tượng xã hội thưa anh à, Thưa anh một điều mà Chúng ta thấy đó Là tôi cứ tạm gọi cái ngày mùng 8 đây Là ông đến cái địa phận tỉnh Thanh Hóa yeah. Và bắt đầu mùng 8 tháng 5 đó Ông đến địa phận tỉnh Thanh Hóa và bắt đầu Nhận được cái sự quan tâm Của truyền thông qua mạng xã hội Cũng như là của người dân uh -huh. Vậy thì đó à, Nếu tính từ cái thời điểm đó à, Và ông nhận được cái sự quan tâm và chỉ trong vòng bao nhiêu lâu à, ừ, một, một lần tuần lần sau không yeah, một yeah, tuần yeah. sau thôi yeah, yeah. thì vào ngày 16 tháng 5 anh thấy là uh, trước tiên là phải uh, giáo hội Phật giáo Việt Nam vâng. tức là giáo hội nhà nước đó vâng. và sau đó là ban tuyên giáo chính phủ vâng. đều ra hai cái công văn vâng. uh, thì họ xác nhận rằng là thì là uh, ông Minh Tuệ này không thuộc là tu sĩ Phật giáo vâng. uh, thuộc giáo hội Phật giáo Việt Nam rồi ban tôn giáo chính phủ cũng, cũng lên tiếng như vậy và à. anh thấy phản hồi một cách rất nhanh chóng. Vâng. Anh nghĩ sao về chuyện đó? Cái chuyện đó thì nó về mặt chính trị thì họ làm là đúng. Vâng. Bởi vì họ muốn xác minh là ông này không thuộc chùa nào cả. Ừ. Nó cho ông này không thuộc cái cơ không quan chủ quản nào. Cơ quan chủ quản nào còn Rồi. ban tôn giáo chính phủ thì nhắc nhở là giữ trật tự an ninh, đừng có để cho nó cái vâng. xảy ra chuyện gì cả. Ừ. Ừ, họ làm cái việc đó cũng đúng của họ thôi ừ, ừ. một số người tôi thấy đứng ra chỉ trích cho hội phật giáo việt nam hay là chỉ trích ban tôn giáo chính phủ thì hơi quá đó họ làm nhiệm vụ của họ ừ. với nhiều khi họ được chỉ đạo ừ. hoặc là cũng giống như là cái vụ mà vợ chồng ngọc mai với lại quốc nghiệp đó ừ. cái vụ mà quay cái video cờ vàng ở trong phòng đó nhiều khi nó không phải là chuyện lớn nhưng mà mạng xã hội làm lớn có thể các cơ quan chức năng phải vào cuộc nó không vào cuộc là mất ừ. chóp khiển trách đó ừ. thì cái chuyện đó là bình thường thôi À, không có gì cả nhưng mà cái điều quan trọng để ý thế là ông Minh Tuệ này là cái người đầu tiên đi tu không thuộc một chùa nào hết. Vâng. mà lại được nhiều người biết đến từ trước bây giờ. Vâng. Còn cái mà nãy đầu chương trình anh anh Khôi Nguyên nói mà vô search Google thấy gần chục triệu. Thưa quý vị, đến ngày hôm nay nếu quý vị vô Google đánh vào cái chữ Minh Tuệ nó lên tới hơn 100 triệu rồi. Vâng. Hơn 100 triệu search vâng. Tinh hoàng luôn mà ông là cái người mà kêu bằng là không có làm một cái gì hết mà bây giờ người ta chú ý rất là nhiều thậm chí nó trở thành cái hiện tượng áo của ông mặc là bây giờ có người là người ta thiết kế mô đồ này biết không thời trang rồi có những người bắt xã hội trước. gọi là bắt chen bắt chen theo chen có những người là bắt trước là đi theo ông mặc đồ giống ông cũng cầm vâng. cái nồi cơm điện giống nhau và trên mạng xã hội Việt Nam bây giờ ta, ta đăng lên là cần mua cái ruột nồi cơm điện ai yeah. biết chưa đâu? vâng họ thu mua rồi họ bán nhưng mà gọi tới thì họ mua thì họ cười yeah. hay là họ có bán không thì họ cười chứng yeah. tỏ là nó trở thành cái trend rất là mạnh Vâng. và bây giờ bắt đầu nói cái trend nó lan qua Sài Gòn, lý Sài Gòn này rồi biết không? Yeah. cuối tuần này nè <laughs> vào chủ nhật cuối tuần này có đâu cho tôi biết là ít nhất ngày hôm qua tôi biết là có năm người họ đồng ý là họ sẽ đi bốn dặm vòng quanh đi sài gòn này để ủng hộ mình vậy cũng đi bộ vậy Little lý sài gòn california dạ, của hoa kỳ đó dạ, dạ. 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 không biết họ có cầm cái ruột rồi điện tôi chưa biết mà chủ nhật này vào 9 giờ sáng là có đó dạ. tôi biết được vậy thì hai ông này gây một cái ảnh hưởng xã hội rất là lớn mà không có một lời giảng đạo không có một ngôi chùa không có một cái microphone gì cả tất cả những gì ông đi và những gì ông làm nó gửi ra thông điệp và bài học rất quý giá cho tất cả mọi con người chứ không bất luận anh theo tôn giáo dù dù anh anh nói điều đó hết dù trái. anh vô thần luôn dù anh không có theo tôn giáo là luôn anh vẫn cảm thấy là ở nơi con người này là anh học được cái gì đó mà đó chính là điều mà các tôn giáo kêu gọi đời này là vô giá cái đời sau là có giá ừ. cả đạo phật và đạo công giáo hai cái đạo lớn ở việt nam ừ. họ đều nói như vậy đó. các đạo khác cũng vậy luôn vâng. thành ra thưa anh cái ảnh hưởng nó lớn là như vậy mà tôi thấy cái hay ở chỗ này là tôi không ủng hộ ông ấy chê bai gì ông lắm uh -huh. tôi ông minh tuệ cũng làm gì cũng làm tôi không cần biết và ai xin lỗi anh là... cắt ngang luôn dạ ông minh tuệ ông bảo là ông không quan tâm đến đúng rồi đó. đúng rồi <laughs> và tôi không quan tâm ông là ai luôn dạ yeah. cái mà tôi quan tâm là những gì ông đang làm chứ đúng không con người ông dạ yeah. cái mà ông đang làm bây giờ tôi thật nó bị hiếm có vâng. nếu không muốn nói là nếu có là, là sắp tuyệt chủng vâng. là, xét về mặt mà vật lý đó anh đô dũng dạ. à, chúng ta biết à, nếu có mà ai à, theo dõi mà tôi tin rằng là cũng có rất nhiều khán giả của người việt tv chúng ta dạ. cũng đồng, đồng thời đang theo dõi những cái bước chân của ông sư thích minh tuệ vâng. à, ông đang à, sắp đi qua địa phận tỉnh quảng trị thưa anh đô dũng. Vâng. vâng, và ở trong một cái mùa hè mà gọi là đỏ lửa phải không? Vâng. tôi thì đã từng trải nghiệm cái mùa hè ở tỉnh quảng trị rồi thưa anh Đỗ dũng vâng với nhiệt độ khoảng 40 độ C yeah. và ở cái thời điểm khoảng 12 giờ trưa đến khoảng chừng 3 giờ chiều đó yeah. thì anh tưởng tượng đó, nếu như chúng ta mà sức khỏe và chúng ta không quen khí hậu tại Việt Nam mà chúng ta bước ra đường và trong khoảng chừng 10 phút thôi thì chúng yeah. ta có thể bị sốc nắng và chúng ta có thể bị ngất thưa anh Đỗ Dung yeah. tôi đã trải qua cái đó rồi uh, ngày hôm nay đó thì uh, tức là theo giờ ở Mỹ nhưng mà em ở Việt Nam theo là ngày 30 tháng tháng tháng, tháng 5 đó. Ngày 31. Theo giờ Việt Nam. Rồi, ngày 31. Ở dạ. Việt Nam là 31. Đó. Dạ thì ngày 30 tháng 5 là theo giờ Việt Nam dạ. thì cũng đã có một người bị sốc nắng và tin ngày hôm nay trên báo pháp luật thì với chúng mình thì cũng cho biết là một người đi theo cái đoàn của sư thích minh tội đã bị uh, sốc nắng và qua đời rồi. Vâng. Thì chúng ta có thể thấy là về vật lý đó đó là một cái sự chịu đựng phải nói là kinh, uh, kinh hoàng của những người mà đi theo với sư Minh Tuệ và những người đi theo cái đoàn của ông. Yeah. À, nhưng anh có nhìn thấy này, cái sức lan tỏa như anh Đỗ Dũng nói hồi nãy đó, nó lan tỏa nhưng nó chỉ lan tỏa trên mạng xã hội mà thôi. Yeah. Anh thấy là truyền thông nhà nước đó yeah. chỉ khi nào có chuyện gì, yeah. ví dụ như là cái trường hợp là có một người sốc nắng và qua đời đó, yeah. thì họ mới đưa tin. Đúng rồi. Còn gần như là họ không có cập nhật. Để ông bao nhiêu lâu làm cái gì họ dạ, phải... đó thì không giống như truyền thông xã hội tất nhiên dạ. chúng ta hiểu truyền thông nhà nước và truyền thông xã hội tại việt nam rồi vâng. nhưng theo anh đó nếu như ở một quốc gia bình thường khác vâng. thì anh nghĩ sao về cái chuyện này đối với tôi nói là mình cứ dùng cái cái chữ là truyền thông chính thống với truyền thông xã hội đi nha vâng. anh nghĩ sao về cái chuyện đó vâng tôi nghĩ là ở nước khác đó thì cái chuyện này nó sẽ là trở thành một cái chuyện lớn Ở vâng. trên trang không những trang mạng xã hội mà trên tất cả cơ quan truyền thông luôn tại vì ở bất kỳ một quốc gia nào mà có nền truyền thông mà tự do vâng là bảo đảm với anh là ông này coi như là sẽ được người ta nhắc đến nhiều và tôi nói cho anh nghe là không phải người ta đi về đâu mà nó sẽ có cả hàng chục hàng trăm cái ống kính truyền hình của các cơ quan truyền thông chính xác thưa anh yeah. và cảnh sát sẽ đi bảo vệ cháu luôn yeah để cháu làm đúng cái chuyện như vậy và đưa tin thoải mái ừ. là không có sợ gì cả vâng người ta coi đó là chuyện bình thường vâng. nhưng mà ở các nước như việt nam thì cái này nó lại không có chuyện đó bởi vì nó có những cái vấn đề xảy ra vấn đề an ninh ờ, ừ. tôi bây giờ tôi thấy có nhiều người đang lo ngại là đến một lúc nào đó nhà nước có thể là chính xác sắt đào cái ông này ừ. đến bây giờ thì chưa thấy có một dấu hiệu nào cả nhưng mà tôi chắc chắn với anh đó là không qua mắt đổi con mắt cú võ của nhà nước việt nam ừ. tôi với anh đây làm gì họ biết nó chiều minh toại nhưng mà họ chưa làm ra bởi vì không có lý do gì để mà ngăn cản cái chuyện ông này là. nhưng rõ ràng đến một lúc nào đó tôi người ta mọi người đang lo rằng ông sẽ bị chặn lại để ngăn cản cái sức ảnh hưởng của ông mặc dù ông không muốn cái điều này xảy ra nhưng mà do ảnh hưởng quá lớn là. nhưng mà tôi nghĩ là tôi nghĩ là chắc không đến nỗi nào bởi vì anh nên nhớ ông này đúng là người chân tu thì ông sẽ không lợi dụng những cái chuyện mà phổ ông được chú ý về để mà nói ra một cái gì mà nó có hại cho bất kỳ ai ngay cả nhà nước cộng sản việt nam luôn tôi tin là như vậy Thành ra đó, cũng khó mà dập tắt ông này và ông cũng sẽ không nói gì. Anh thấy thường thường đó Những cái nhân vật mà nổi làm nổi đình nổi đám trong xã hội đó ừ. Thường họ sẽ dùng cái đó Vâng Để mà gây ảnh hưởng một cái gì đó Vâng Thấy không? Qua lời nói Qua, qua lời nói, đó, qua hành động, qua bất kỳ cái vâng. gì đó Vâng Nhưng ông này mình chưa thấy cái dấu hiệu đó Có thể nói cho giờ phút này là ông này cũng không có một ý tưởng gì về chính trị chính em Ông chỉ có một cái duy nhất là đi tù, đi tù và ông tu theo cách của ông Vâng Và ông không sợ chết nha ông không mang lên thể ông luôn, vâng. thì cái đó là cái khó cho nhà nước Việt Nam nếu muốn shut đau muốn chặt ông này. Vâng. Tôi Đúng. không biết là nếu nhà nước Việt Nam muốn chặt ông này sẽ dùng cái cớ gì cho nên vấn tôi chưa biết. Vấn, vấn đề, đề là chỗ đồng đó, đồng lo thưa anh Đỗ Dũng. Vấn đề là chỗ đó. Đó. Chúng ta nếu mà để ý trong tất cả các clip từ trước từ sau cách đây 3 năm. Dạ. Ông chính thức đi ra khỏi chùa vào năm hai 18 thôi anh Đỗ Dũng Dạ ông, ông, đi ra khỏi chùa vào khoảng năm 2018 dạ. Và ông đã có gần 6 năm Vâng uh, Gọi là thực hiện cái việc đi bộ theo pháp hạnh đầu đà này rồi dạ. Nhưng mà những cái video mà cách đây khoảng 3 năm ấy, anh Đỗ Dũng Dạ Ông nói ở chỗ này, ông nói ở chỗ kia do các tiktoker, facebooker, youtuber đưa lên Và bây giờ người ta có gọi là đưa lại đó Dạ Thì rõ ràng là cái những cái phát biểu hoặc lời nói của ông ấy, Rất là nhất quán Vâng dạ. Tức là 3 năm trước ông nói như thế nào thì bây giờ ông nói y chang như vậy, họ ông lặp lại như vậy chứ không có cái gì mà thay đổi trong cái quan niệm của ông cả. ví dụ như quan niệm của ông về chuyện tại sao ông đi tu, quan niệm của ông về gia đình, quan niệm của ông về những cái người đi theo ông như thế nào, hay là được hỏi về cái chuyện là uh, làm sao để mà hoàng dương cái 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 Phật cái, cái Phật pháp chẳng hạn. Thì ông chỉ nhận ông là một người công dân Việt Nam đang học tập đi tu thôi. Đúng rồi. Thì ông cũng không nhận ông là cái thầy của ai cả, ông là sư phụ của ai hết. Dạ. Yeah. Và cái tính nhất quán đó mà có thể khó có ai mà làm khó ông được. Đúng rồi. Ngay cả cái chuyện mà tất nhiên tôi và anh chúng ta đều không phải là là Phật tử. Vâng. Chúng ta cũng đứng ở ngoài nhìn vào Đạo Phật thôi. Vâng. Ờ, chúng ta không đi sâu vào chi tiết được. Vâng. Bởi vì chúng ta cũng không có đủ kiến thức để mà chúng ta nói chuyện về Đạo Phật mấy ngày chúng ta có đủ kiến thức ta không nên nói luôn vâng ở chúng này chỉ nhìn ở cái hiện tượng xã hội mà thôi ừ. anh công nhận với tôi điều đó không đúng vậy nhưng mà rõ ràng là chuyện hiện tượng của ông Minh Tuệ đã đang và nhiều phần sẽ ảnh hưởng nhiều hơn nữa vâng. nhưng không có nghĩa là tôi nói về mặt chính quyền nha dạ. anh có để ý là ông đi từ Thanh Hóa này vào đến Nghệ An này vâng đến Hà Tĩnh này, vâng. đến Quảng Bình này, vâng. và bây giờ đến Quảng Trị, vâng. tức là tỉnh thứ năm, uh, thứ thứ mấy? Thứ, Thanh Hóa, yeah. uh, Nghệ An là hai, Hà Tĩnh là ba, Quảng Bình là bốn. Vâng, bây giờ Quảng Trị là năm. Quảng Trị là năm. Dạ. Những cái hình ảnh của ngày uh, 30 tháng tháng năm tại Việt dạ. Nam, á thưa anh, là tôi thấy uh, công an tại Quảng Trị họ làm rất tốt. Vâng. Công an họ tại phố đông, ý, đông họ Hà. Dạ, mà người rất đông, người rất đông họ phân luồng rồi yeah. họ này kia theo tôi họ làm rất là tốt vâng. và và tôi nghĩ rằng á nếu như mà chỗ nào cũng có thể làm tốt được như tỉnh quảng trị vâng. thì cái điều mà anh Dũng lo ngại là nó sẽ xảy ra những cái an ninh trật tự này kia cái nọ thì người ta có thể shut đau không? Vâng nhưng mà anh nghĩ như vậy đó phải chăng nếu người ta sắp đau thì tôi là yeah. cái chữ nếu yeah. anh nghĩ lòng dân sẽ như thế nào? Vâng rất là khó, Dạ yeah. rất là khó và nhưng mà tôi nói anh nghe trong một cái xã hội như xã hội việt nam nếu mà họ cảm thấy yeah. hoặc nếu mà hiện tượng này cho dù ông thích minh huệ có vô tình quý cái chuyện nó không thành vấn đề nhưng mà họ cảm thấy nếu mà mất mất an ninh trật tự yeah. họ Đương nói nhiên. tìm một cách nào đó để mà giới hạn chuyện này hoặc là dẹp vụ này luôn uh -huh. nhưng mà như tôi nói cho nửa phút này thì tôi tôi chưa thấy nhà nước việt nam có thể có một cái cớ nào để mà ngăn yeah. chặn ông hết và cái quan trọng nhất là cá nhân ông không nói gì bậy bạ không làm cái bậy bạ ừ. và không có cái ý thức gì về chính trị hết ừ. chỉ là tôn giáo thuần túy ờ, trên mạng xã hội cũng đã có nhiều người lo ngại chuyện này và người ta kêu gọi những người khác là thôi đừng đi theo thầy ừ. họ nói là gọi thầy ừ. thấy thầy đi qua thì chắp hai tay xa xá rồi đứng lại để yên thầy đi ừ. bởi vì đi đông như vậy sẽ nguy hiểm là sợ là bị cản trở đi rồi nhà nước họ sẽ dẹp đó bây giờ họ đang sợ đó Vâng. thì tôi không dám dự đoán nhưng mà đến ít nhất cho đến giờ phút này và như sáng nay tôi coi ở quảng Trị đúng như anh Khôi Nguyên nói người rất đông hay là một yeah. biển người luôn yeah. người ta đứng trên cầu đứng hai bên đường mà xe dừng lại nha không có chạy lộn xộn và cảnh sát họ đi xe họ cái là đó chúng ta thấy trên màn hình đó là họ giữ an ninh trật tự rất tốt thì tôi hy vọng giống như anh anh Khôi Nguyên nói đó nó sẽ trở thành hiện tượng xã hội và nó sẽ cứ thế nó biến nó làm cho con người ta nó bớt sân si thì qua hình vâng. ảnh của Minh Tuệ con người ta nó dịu lại con người ta nó ngộ ra ừ. anh nhớ và không những qua cái chuyện này ông Minh Tuệ làm cho con người ngộ ra mà ngay cả các giới tu hành mà ừ. tu chưa đúng vâng. theo lời Phật dạy theo lời Chúa dạy ừ. thì cũng phải mở mắt ra ừ. tôi thấy bắt đầu là bên công giáo Vậy là tự sửa mình tự sửa mình đã, yeah. bắt đầu bên công giáo tôi cuối tuần một qua tôi coi đã bắt đầu có một số linh mục lên tiếng và cho đến giờ thì ít ừ, nhất là có 2 đến 3 linh mục, oh, yeah. nhiều anh yeah. một linh mục bên Houston một linh mục bên úc cha cha hồng hoàng cha, cha hồng trong yeah. hồng yeah. đó ông nói mà ông rất là ngưỡng mộ cái yeah. chuyện của ông này rồi đó nó làm cho và đặc biệt là chính quyền nhìn vào cũng cũng tôi nói anh nghe không bổ ngang bổ dọc yeah. không ít thì nhiều cũng học được cái gì đó thì nói chung ra cái chuyện ông này làm là điều một bài học rất hay chúng ta mà tôi tôi cũng thật anh là tôi cũng suy nghĩ mấy ngày này dữ lắm người này về vợ tôi chửi tôi nói nó tim re này tim re vâng đó là đó là hiện tượng xã hội lây lây đó lây rồi yeah. đây yeah. vâng nhưng mà đối với tôi thôi anh tôi dũng tôi nhìn ở cái khía cạnh một cái khía cạnh này nè yeah. à, tất nhiên đạo pháp rồi này kia cái nọ thì chúng ta cũng đã nói rồi ảnh Và... à, hưởng xã hội nhưng mà nhưng mà tôi thì tôi nhìn thấy cái sự lan tỏa à, tất nhiên thì người ta cũng nói là uh, sẽ có một người những người đi theo thì đúng là người ta ngưỡng mộ ông yeah. nhưng mà cũng có rất nhiều người vì tò mò vâng. uh, theo vì tò mò này kia và 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 cũng họ những người mà bàn cãi xung quanh trên mạng xã hội thì cũng nói cũng nói rất nhiều về cái điều đó yeah. nhưng đó, đối với tôi tôi thấy ở đây đó nó là cái sự lan tỏa về cái tình yêu thương vâng. những cái giá trị đạo đức mà à. con người, uh, người ta mong muốn hướng tới dạ. Đó là cái cái tâm mà gọi là thiện Cái dạ. tính thiện của Phật giáo Nhưng mà ông Minh Tuệ ông bảo là tôi là công dân Việt Nam Và cũng đang theo học mà thôi uh -huh. Đúng không? Uh -huh. Thì tôi nghĩ là đó là cái điều mà uh, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội dạ. mà Như anh Đỗ Dũng nói là chúng ta cũng chưa biết được rằng là Hiện tượng ông Thích Minh Tuệ sẽ kết thúc ở đâu dạ cảm ơn anh Đỗ Dũng và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình và quý vị nào đang xem chúng tôi trên YouTube thì quý vị có thể nhấn vào nút subscribe để nhận thông báo mới từ người Việt TV và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này kỳ tới.